Rồi. Đó, đó. Rồi đây à, đây à. Tháo trang có mình hai anh chị tháo kìa. Cái tay chống cao cao lên xíu tâm. Rồi, một. Chị Liên, chị Liên anh xích vô chị Liên anh. Dạ xích vào. Rồi nhìn em nha. Nhìn cái quan Tết quá ha. Áo dài. À một em một tấm à. Chúng ta đang có mặt tại hậu trường của bộ ảnh áo dài. Cũng như là bộ ảnh xuân mới của những nghệ sĩ nữ. Mạnh ạ, tập gym đi, chụp tấm hình nằm nha mọi người nha. Đồng bụng á, ai cũng nằm. Và tập gym phải tìm một cái nằm nào mà phải up theo body nhất có thể. Khoe dòng eo body nhất có thể. Khoe bắp tay rồi. Tay rồi. Bữa giờ Tâm nói là Tâm phải tập thể dục rất là nhiều để họp báo. Xong rồi mặc đồ, bộ đồ khoe body quá. Chị đang biết sức khỏe tập gym của em. Nó đi quay với tôi á bà, mà nó đem ra cái chụp hợp men theo. No man, men đúng mà. Men nó ăn quá nhiều. No men nó không, chỉ là men ăn một hai trái một hộp thì không mà mình có ăn 10 hộp. Không nhưng mà men nó không có được. Không có được. Men nó chỉ là men. Sao? Men nó có đem men nó không? Bây giờ mọi người đi gặp em vậy em. Chết rồi, họp báo gọi gặp nhau họp chuyện ăn me rồi thưa mọi người. Đúng không? Có đem me hộp nào không? Không như là mình bắt đầu trước. Mình lên làm luôn chứ hả? Dạ mình làm luôn. Rồi mình bắt đầu rồi ạ. Bây giờ mình sẽ gọi gì? Chị nhau đi. Say mambo. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ thì Quốc Bảo sẽ được trân trọng kính mời tất cả những người góp mặt trong dự án tầm sắc tổng ạ. Xin được trân trọng kính mời các anh chị diễn viên. Dạ, xin được mời anh Lê Quốc Nam ạ. Cái công tiếng là sân khấu để chụp ảnh ạ. Xin được cảm ơn những diễn viên đã góp mặt trong dự án Tâm Sắc Tống của nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Với một bộ trang phục phải nói rất là lộng lẫy, đại diện cho thương hiệu gà ủ muối hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh. Của các đơn vị đã đồng hành và tài trợ dành cho Tâm Sắc Tống. Xin được cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin mời anh chị sẽ tiếp tục quay trở lại hàng ghế danh dự của mình để chuẩn bị đến với buổi công chiếu của chúng ta. Và quý vị thân mến,
đó là những đơn vị đứng phía sau hậu thuẫn, đồng hành và luôn luôn mang đến tinh thần tốt nhất dành cho Tâm để Tâm tập trung hết mức vào vai diễn của mình trong lần này, và bên cạnh đó để cho vai diễn của chúng ta thăng hoa hơn, để cho sản phẩm của chúng ta có sức hút đến từ tất cả quý vị khán giả hơn, thì chắc chắn không thể nào thiếu được những gương mặt nghệ sĩ mà quý vị rất là yêu quý. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị chào đón, một bàn tay đi cùng đón chào sự xuất hiện của đạo diễn của Tâm Sắc Tấm, đó chính là đạo diễn Nicole. Một bàn tay đi cùng đón chào sự xuất hiện của nghệ sĩ Lê Giang. Một bàn tay đi cùng đón chào Hoàng Trung. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu diễn viên Ngân Hòa và diễn viên Nguyễn Ngân. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu. Và đứng bên cạnh của bạn là Thiều Bảo Trang và anh Trấn Thành. Thì anh Trấn Thành ơi, anh có thể gửi lời chào đến tất cả mọi người và anh chia sẻ là lần này tại sao chúng ta lại kết hợp cùng với Ngọc Thanh Tâm, và đặc biệt là anh có một vai trò rất quan trọng trong dự án này, đó chính là cố vấn nghệ thuật à. Xin mời anh. Cảm ơn em. Dạ xin kính chào quý vị. Tôi thì với Tâm có một cái cơ duyên. Tôi nghĩ là trên đời này vạn sự cũng tùy duyên. Thành chưa biết Tâm trước đó, mặc dù gặp rất nhiều ở các event, các chương trình, đặc biệt là các show của anh Đàm, thì cũng biết Tâm, nhìn sơ sơ thì biết à, cô bé này là hay đi với anh Đàm vậy thôi. Và Thành nhận được cái lời ngỏ làm quen từ anh Đàm, làm giới thiệu với Bảo rằng là có một cô bé diễn viên rất là thích Thành và rất là yêu nghề, rất là muốn làm việc và muốn là mời Thành hợp tác trong cái dự án sắp tới. Tôi có nói chuyện và tôi có biết mẹ Tâm, tôi biết mẹ Tâm trước và tôi rất là quý chị Hằng. Tại vì với tôi chị là một cái người rất là đặc biệt. Chị có thể có tất cả mọi thứ với cái công việc của mình, với cái vị trí trong xã hội của mình. Nhưng mà chị luôn dành những cái điều đặc biệt nhất, tốt nhất mà chị có thể làm được cho con của mình là Ngọc Thanh Tâm. Tôi trân quý cái tình cảm đó. Và khi tôi tiếp xúc với cô bé này, tôi mới nói trong lòng tôi là để xem cô ấy có thuyết phục tôi hay không. Tại vì nếu như cô ấy nói chuyện, tôi không cần biết là bạn có bao nhiêu tiền. Nếu như bạn nói chuyện với tôi mà tôi cảm thấy bạn chỉ đến với tôi là vì bạn bỏ tiền ra để mời tôi làm đạo diễn hay là giúp bạn có một sản phẩm thì tôi sẽ không làm. Nói thật là tại vì như tôi đã nói là những gì tôi tạo ra cho tôi ngày hôm nay nó quý giá hơn là một cái dự án nào đó. Cho nên tôi phải xem cái người đó có thật sự phù hợp hay không. Thì khi nói chuyện với Tâm thì Tâm cho tôi một cái feeling rất good vì một cô bé rất là văn minh. Trước tiên phải nói là như vậy. Cái suy nghĩ, cái tư duy của Tâm rất là văn minh. Và Tâm rất là yêu thích cái công việc mình đang làm. Mình cứ ngồi mình đặt một câu hỏi mãi đó, là cái cô bé này, gia đình cổ có thể cho cổ nhiều thứ hơn như thế, vì sao cô vẫn muốn làm diễn viên, cô vẫn muốn cống hiến cho nghệ thuật. Mình đặt những câu hỏi đó. Và cuối cùng mình nói chuyện với Tâm thì thấy rằng là Tâm yêu thích cái điều này thật sự và rất là muốn được làm một cái web drama cho nó chỉnh chu, một bộ phim tốt. Và Thành cũng tiếc cho Tâm, tại vì Tâm cũng có một gương mặt rất là xinh đẹp mà chưa có một cái vai nào hợp lý để cho cô bé có thể có một cái vai nào đó được ghi dấu. Tôi nhận lời để giúp cho bạn với vai trò là cố vấn nghệ thuật, để chỉ đạo diễn xuất cho bạn có được một cái sự hóa thân và nhân vật cho nó tốt hơn. Và hy vọng rằng là cái sản phẩm lần này sẽ mang một cái diện mạo của Ngọc Thanh Tâm trong một cái phiên bản tốt nhất cho đến thời điểm giờ này đến với quý vị khán giả công chúng. Và hy vọng là sau sản phẩm này mọi người sẽ yêu thích cô bé tiểu thư nhưng mà yêu nghề này. Xin cảm ơn quý vị. Xin được cảm ơn anh Trấn Thành rất là nhiều. Và cứ nói anh là cố vấn nghệ thuật không là Tâm rất là ngại, tại vì để mà nói về những cái mà gọi là, nếu mà nói ra là anh đã giúp đỡ Tâm như thế nào trong Tâm Sắc Tấm hay là nói tới mai không hết, nhưng mà anh chỉ lấy cái tên cố vấn nghệ thuật thôi, Tâm cũng lấy nó kiểu nó không có đã, nó không có chứ đủ. Nếu mà đúng như của Ngọc Thanh Tâm là muốn cái tên, cái chức danh nó là cái gì nè? Chức danh là gì? Mình trùng túi. Trùng túi hả? Dạ, trùng, dạ thì đâu đúng. Thôi bắt quả là bố già là được rồi. Dạ. Đó là phù hợp rồi. Dạ. Dạ. Và cảm ơn Ngọc Thanh Tâm rất là nhiều. Và kính thưa quý vị,